có cô này cô viết một lá thư rất là hay những đức đọc lá thư chứ bị nghe con nhờ mấy chú gỡ bức thư chi ăn này đến thầy dùm con ai với đà phật vợ chồng con là phật tử quy y được mười mấy năm cũng nghe nhiều bài giảng của nhiều thầy và đến chùa đọc kinh hàng ngày cùng đại chúng khoảng 2 năm gần đây là mỗi buổi tối là con tự đọc kinh ở nhà. Nhưng hôm nay nghe thầy này giảng kinh này hay, lập tức tối đọc theo. Được vài ngày, ngày mai nghe thầy khác giảng kinh khác hay, liền qua kinh khác. Riết rồi con không biết kinh nào hay mà cứ xây con vòng vòng suốt. Nhưng lạ thay, con càng đi chùa, về nhà càng đọc kinh, thì tính tình càng hung dữ. Trong công ty con làm cũng có chức vụ một chút. Con chửi riết rồi mọi người xa lánh con, không ai dám đến gặp. Còn ở gia đình con, từ chồng đến hai đứa con của con cảm thấy sống trong một gia đình áp lực không thể tưởng tượng mở mắt ra là chửi chồng chửi con tá lạ mặt trầm dằm không có một nụ cười riết rồi ai cũng không dám gần con nhiều lúc con cảm thấy con giống như phù thủy không biết phải là con hay không nữa rồi sau đó trước ngày thầy tổ chức lại ví quan âm bồ tát ba ngàn lại khoảng 10 ngày tự nhiên tình cờ con mở rotobi tự nhiên con thấy bài giảng của thầy cười suốt buổi giảng con xem lúc đầu con xem bài giảng hai bà già dành quần con còn nói thầy giảng gì kỳ quá nhưng lạ thay miễn nói vậy nhưng vẫn tìm bài giảng của thầy để xem xem một bài rồi hai bài rồi ba bài rồi tới bây giờ là vào nhà là nghe tiếng thầy không Hôm nào không nghe là thấy thiếu Tự nhiên giống như con gặp được thầy là duyên Con nghe Pháp thầy giảng được 5 ngày Bắt đầu con chuyển qua niệm a di đà Phật theo thầy Không biết cái gì mà thúc đẩy con Bằng mọi giá là phải tìm chùa Và phải đi tới chùa cho bằng được Chồng con không nghe Pháp mà cứ xem phim hở mà lúc nào không xem phát là ảnh mở phim suốt còn nói ông thầy nói chuyện gì kỳ mà cũng xem và con kêu chở con đi xuống chùa không chịu đi nói là xa đi không nổi mặc dù ở nhà con quyền lực lắm Kêu chở đi đâu là phải chở không được cãi Nhưng lần này nhất định không chịu chở con đi Thế là con cứ mở bài giảng của thầy tớ tấp Ngày Chủ Nhật là mở cả ngày Không để tivi trong Thầy ơi nhiệm màu đến với con rồi thầy ơi Tự nhiên hôm đó chồng con thấy Con xem thầy giảng mà con cười um sùm và từ lúc con xem thầy giảng là không chửi nữa vui vẻ thấy rõ luôn giống như ba cha con có cuộc sống khác và từ từ chồng con xem bài giảng của thầy và cười theo con và chấp nhận chở con đi chùa trong lòng con rất vui con quyết tâm sẽ gặp thầy cho bằng được con cảm nhận là con với thầy có duyên từ kiếp nào không biết đường đi con rủ thêm hai người bạn đi xe máy xuống chùa ngay ngày vía lại quán âm ngày cuối con đi ba tiếng mới tới ngộ lắm thầy khi con đi tới con thấy chùa hộ pháp mà con mừng và vui giống như chùa đối với con là rất quen thân và vô cùng thích không tả được thầy nhiệm màu lần hai là từ trước giờ con đi chùa lại sám hối 108 lại là ngày mai đi không nổi vậy mà lần này quyết tâm đi lại quan âm bữa cuối 500 lại trong lòng con nói không nổi cũng ráng còn ba ngày nữa tự nhiên cộng găng gót chân không bị gì hết mà nó nhức nó giật còn đau không đứng được còn nguyện quan âm cho dù con có đau tới ngày đó con cũng đi tự nhiên ngủ đêm sáng hết thế là con cũng được tới chùa và rất là háo hức giờ đến giờ để được lại quán âm lúc nào con cũng cầu nguyện quán âm vừa nghe mệt là cầu quán âm gia hộ giống như thầy giảng vậy mà năm trăm lại trôi qua hai vợ chồng khỏe re không sao còn không ngờ mình làm được điều không thể tin trước giờ một trăm lẻ tám lại là té lên té xuống rồi hôm sau lại còn lại có duyên được chụp hình gieo duyên cùng thầy từ xưa tới giờ đi chùa có khi nào được gần gũi thầy chủ trì trong chùa đâu chồng con nói giống như vợ chồng mình có duyên với chùa và thầy rồi hai vợ chồng mừng không thể tả được rồi thầy tặng máy niệm phật từ đó đến giờ đi đứng nằm ngồi điều niệm phật đi làm con đeo máy cả ngày đêm ngủ mở cả đêm và con thỉnh được tượng mẹ Quan Âm về con vô cùng mừng thay vì con mua cũng được nhưng tự nhiên con thỉnh được mẹ con quá mừng và mỗi ngày sáng tối chỉ niệm một câu A Di Đà Phật trước tượng mẹ hết một bài địa chung bốn chữ của thầy tự nhiên chồng con bây giờ tối nào thấy con mặc áo chàng niệm phật tự nhiên ra niệm phật theo hơn tháng nay rồi và từ ngày lại quán ám về đến giờ người con giống như thay đổi một người khác không chửi ai nữa lúc nào cũng vui vẻ cởi mở đến nỗi bạn bè trong công ty cũng ngạc nhiên sao mà ship mình lúc này thay đổi quá ngay cả công việc của vợ chồng con cũng ổn định không bị ai ghét và chăm chích lúc trước chồng con vào công ty làm mà rất lo không biết hôm nay có bị chửi không vậy mà từ lúc có tượng mẹ tới giờ tối nào cũng niệm ai với đạo phật sáng ra đi làm vui vẻ vậy mà việc bị chửi giảm 70% mươi à, á thầy chồng con nói quá nhiệm màu bây giờ đi làm về cơm nước sống là hai vợ chồng Niệm Phật Lại Phật Nghe Thầy giảng không bỏ một bài nào Và còn có tâm bố thí cho người khổ Dù năm ngàn, mười ngàn Mà trong lòng con rất vui Vợ chồng con rất cảm ơn Thầy Đã thay đổi cuộc đời con Con còn đặt thêm bảy máy Con tặng gieo viên Và rủ bạn đi chùa Ngày Vía Di Đà Tăng thêm được tám người đi đó thầy Còn chồng con xuống chùa một lần về Nói với con là anh có chỗ quay về rồi Anh lo cho con cái xong rồi Chắc xuống chùa luôn Con thấy mừng Và từ đó tới giờ vợ chồng con vui vẻ lắm Chiều ngồi ăn cơm chung Nghe thầy giảng nói chuyện rất vui Còn lúc trước lên mắm cơm mặt con chậm dành, mạnh ai lo ăn nhanh rồi xuống con không biết cảm ơn thầy bằng giấy mực nào cho hết con đi chùa đọc kinh nghe pháp mười mấy năm mà hung dữ giờ mới nghe thầy giảng một tuần tính tình thay đổi là điều không thể tưởng tượng ra quá nhiệm màu thầy ơi con nguyện cầu cho trên lão hòa thượng và thầy cùng các chú các cô trong chùa nhiều sức khỏe để hòa thượng xây chùa thầy giảng pháp nuôi người già và cộng tu cho tất cả đại chúng về chùa tu tập càng ngày đông hơn để cho tụi con tu phước tu duyên nhờ công đức của thầy và nhiều phật tử mạnh thường quân cúng dường tam bảo để nuôi các cụ phụ với thầy a di đà phật a di đà phật a di đà phật con nguyện đời này kiếp này một câu a di đà phật con niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc dạ con chào thầy a di đà phật động văn cô viết rất hay vậy nên những lời chia sẻ cực kỳ đơn giản mà thay đổi một người trong dòng Về từng Trong khi mười mấy năm Đi chùa Tụng kinh nghe Pháp nhiều người Đây cũng là Cái tốt khởi đầu ấy. Nhưng để cái kết quả Thì Những đức đọc lá thư bị nghe đó Cũng nhờ được đi chùa Tụng kinh nghe Pháp Cũng cái duyên từ cái duyên đó mười mấy năm mới gặp những đức. Rõ ràng người ta tụng kinh, có khi nghe pháp thì giảng cao quá và không có phương pháp tu nên không chuyển hóa được. Còn những đức thì nói trọng tâm vào phương pháp tu. Nói trọng tâm vào phương pháp tu. Và nói rất đơn giản, đơn giản đến mức mà nhiều người nói rằng những đức nói quá lộ, quá lộ lại. Cũng vì như Đức nói lộ lại mới bị hiểu Vậy bị vui, bị cười, bị áp dụng được Quý vị nhớ rằng khi quý vị vui Thì nỗi buồn tự tan biến Nỗi buồn tan biến thì trí tệ phát sinh Trí tệ phát sinh Thì quý vị sẽ nhìn thấu được định luật nhân quả Còn bây giờ nhiều người người ta Áp dụng, tụng kinh, sám hối Nhưng mà lại đặt vào áp lực Khi áp lực thì lại sanh phiền não mà phiền não thì tối tâm mà tối tâm thì càng mù mờ Các vị ngồi suy nghĩ đi nên tại sao lễ ví di đà mà người ta về đông như vậy người ta gặp những đức người ta mừng không tưởng tượng được Các vị biết rằng khi bước đến chỗ nào thì lượng người đến ào đến rất là đông những đức cũng không ngờ một câu phật hiệu mà thay đổi cuộc đời của chính mình và giúp cho nhiều người vui lợi ích tốt như vậy Hóc môn tình độ này quá thù thắng mới bị. à. Qua lá thư của cô này viết Rất hay, rất xác thực Quý vị thấy Cô nói chửi, sân si chửi Cảm giác này nhưng đức biết quý vị Khi bản thân mình sân si bực bội Giống như cục lửa nằm trong tóc mình Đụng ai cũng thấy ghét Muốn chửi, giết rồi Người ta gặp mình thấy sợ tránh xa Sự nghiệp làm ăn càng ngày càng suy sụp Phước tổn duyên hết Nhưng nhờ những bài giảng mình Cô cứ cười Ban đầu thì nghe thầy giảng Bài giảng Mà hai bà già Thầy kể câu chuyện hai bà già Giật hai cái quần Ban đầu nghe thì trí thức người ta nghe Ta nghĩ ông thầy giảng kỳ cục Nhưng mà cứ mắc cười Cứ tìm bài giảng của thầy vì sao Vì đó giờ nghe giảng chưa được cười như vậy cảm giác cười vô cùng sảng khoái nhưng những văn tự những đức chia sẻ thì nghe nó hơi bất cười hơi lạ lạ hơi kỳ cục thầy giảng có cái kỳ cục quá thầy nói những câu nó quá lộ lại biết rằng là rất đúng nhưng nghe nó rất kỳ cục nhưng mà nghe rất là hay nhưng thấy rất kỳ cục nhưng cứ tiếp tục mà nghe vì sao vì vui cứ nghe 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 viết thấm vì những đức truyền tải văn tự trong Phật Pháp Bằng một cái nhân sinh sống tự nhiên Khi bị vui những đức mới đưa phương pháp tu vào Tại gia với vị niệm Phật lễ Phật Dù cô thỉnh có một phó tượng quan âm Nhưng cô dẫn niệm Phật lễ Phật Di đà Kết quả rõ ràng Có phương pháp tu Nên những đức nói tại gia có phương pháp tu Là đạo tràng thù thắng nhất Nên những đức sẽ chú tâm Làm tượng Phật Bắt đầu từ bây giờ những đức sẽ chuẩn bị Đặt tượng Phật cho lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2 Lễ viết Quán Âm 19 tháng 2 đợt này những Đức muốn phát tâm Đặt 3.000 bộ tượng Phật 3.000 bộ tượng Phật Là 9.000 Phó tượng 9.000 phó tượng Di Đà Quán Âm Thế Chí 9.000 pho tượng thành 3.000 bộ tượng Phật Đây là một chương trình cực kỳ đặc biệt quý vị Mỗi một người nhiệt liệt chung tay Để làm thực phẩm tặng người Đây là một việc làm cực kỳ ý nghĩa quý vị Bắt đầu qua Tết Quý vị chuẩn bị đi chúng ta sẽ đẩy mạnh việc làm tượng phật tặng người quý vị chưa niệm phật được chưa lễ phật được thì quý vị cúng dường làm tượng phật để tặng từng gia đình mà những đức thì có duyên cúng dường tượng phật cực kỳ thù thắng người ta thỉnh tượng phật ở chùa mình về cực kỳ trang quý như riêng cô thỉnh được một phó tượng quan âm thôi mà có một điểm nương tựa cảm thấy rất bình an Đi làm đi làm về cái là bây giờ vui lắm Chắc chắn luôn Tại vì sao lúc trước đi làm về là áp lực Còn bây giờ đi làm về tắm một cái là vợ chồng ăn cơm nghe nhà đức giảng Niệm Phật lễ Phật quý vị thấy đặc biệt chưa Đây là lối sống hạnh phúc đơn giản Mà ít ai nhìn ra Đọc động văn của cô chia sẻ Cực kỳ xác thực và cực kỳ hay thì thấy cái môn lễ Phật của đại chúng không Đúng là đức chúng như biển cảm mênh mong Cô nói lại 108 lại sáu mối Có khi ngày mai đi không nổi Không ngờ rằng cô nói Không ngờ rằng cô lại được 500 lại Bồ Tát quán thế âm Phẹ re Vui vẻ quan hỷ vô cùng Nó Phật độ người có duyên Khi duyên đến tự nhiên chúng ta gặp nhau Đặc biệt quá Một lá thư này Rất nhiều người quý vị nghe Nếu ai là người tiếp nhận Phật Pháp tu hành mười mấy hai chục năm không có kết quả gì nay tụng kinh này mai tụng kinh nọ nga nay nghe người này giảng mốt nghe người kia giảng cứ nghe giảng giống như tiêu khiển thời gian qua những bài giảng mà không có phương pháp tu rõ ràng không xác thực vào cuộc sống không có phương hướng giải thoát thì bị vị nên nghe lá thư này cô viết rõ ràng quy y đến chùa mười mấy năm mà càng tụng kinh càng hung dữ vì sao vì không hiểu đúng thời mạt pháp nếu như không giảng rõ ràng đơn giản bình dị Thì làm sao được lợi ích như vậy Nên quý vị coi lại cái di đà đông người như vậy là từ đâu Lợi ích Ngay chỗ những bài giảng những đức mà khắp nơi nghe Và về chùa Ba ngày tu tập lợi ích như vậy là từ đâu Một ngày giảng pháp bốn Bốn lần Thời khóa tu Chương trình này chương trình kia sắp đặt cực kỳ phù hợp Tu lợi ích lớn Một lần đi ấn tượng lần sau phải đi nên những câu những đức giảng cực kỳ đơn giản Như cái tiếng những đức kêu chờ ơ Quý vị biết rằng thế gian bao nhiêu người dùng danh từ đó chưa Người ta nghe cái người ta nói ôn thầy này Nói chuyện gần gũi quá ta kêu chờ ơ Học Phật nó kêu chờ ơ Còn những văn tự thì Nói rõ ràng Dễ hiểu Có những câu nói nó giống như thô lắm Nghe mà cảm thấy dẫn ốc mình mất cỡ Nhưng mà dẫn ốc mình Nhưng mà lại thích Tại vì sao? Vì xác thực và rõ ràng Y rang như vậy luôn Nên cô Nói là thầy giảng kỳ cục Nhưng mà cứ nghe cứ nghe Rồi cuối cùng cô nghe được lợi ích Cô nói mấy từng lễ Nghe thầy giảng niệm Phật Mà còn hơn mười mấy năm Đi chùa mà càng sáng xí si. Nhưng Đức nói rõ ràng Vui Thì giải buồn Mà buồn thì giải vui nên chúng ta niệm Phật vui là việc cực kỳ quan trọng Nên tại gia đình có ngôi tam bảo An vị Phật cực kỳ đơn giản Tôn tượng Phật lên bàn thờ đàng hoàng Bật cái điều niệm Phật lễ Phật của những đức lên Niệm Phật lễ Phật là cúng dường cho Phật Từ đó về sau cứ như vậy mà tu Nếu như quen quý thầy chiên niệm Phật Lỡ an vị Phật dùm thì cũng được còn nếu không có thì quý vị cứ làm như vậy là đặc sắc nhất Khỏi nghe người này nói gì, người kia nói khác Quý vị cứ bắt niệm Phật lễ Phật lên An vị Phật là xong Ai cũng làm được hết Tại nhà của mình Nếu có bạn đồng tu thì rủ đến Gia đình ngồi chung với nhau Niệm Phật lễ Phật một thờ Đó là an vị Phật Rất đơn giản, rất đặc biệt quý vị à, Chúng ta Vừa tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà xong quý vị Vô cùng viên mãn và số lượng người À, đông mà đến mức mà ngoài sức tưởng tượng của những đức và giúp cho chúng ta tăng thêm tính tâm tính nguyện đối với môn tịnh độ, gây dựng lòng tin cho những hành giả tu tịnh độ khi xem những cái pháp hội lễ viết Đức Phật A Di Đà đơn giản bình dị. mà lại thành công cực kỳ thù thắng không có những hình thức như cắm hoa hay là trang trí gì thì tốn kép mà dẫn tập trung số lượng người đến tu tập cực kỳ đông đây là sự thù thắng của bổn nguyện gọi là duyên với ai với đà phật thì duyên với chúng sanh mười phương khắp pháp giới nên hàng Phật tử khắp nơi nơi nhớ Tại gia đình Chỉ cần mỗi ngày nghe Chia sẻ Phật Pháp cởi mở tâm tư Công phu hai thời sáng tối Chắc chắn quý vị Sự tu tập quý vị sẽ có sự tiến bộ Gia đạo từ từ Sẽ ổn định tốt đẹp Bây giờ nhà Đức rất chú trọng Cái việc làm thượng Phật Để tặng cho quý vị Để nhà nhà có thờ tượng Phật Có thờ khóa tu Có điều hộ niệm Mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp Quý vị được nghe Gây dựng tính tâm tính nguyện Niệm Phật để cầu sanh cực lạc Đây là chỗ cực kỳ quan trọng Những đức sẽ nỗ lực hết mình Đem vào Môn tình độ giới thiệu Bằng cả tấm lòng Việc làm này càng ngày càng vui vậy ơi Niệm niệm gì chúng sanh chúng ta tu tập mà nhìn thấu đường chút thì buông chút nhìn thấu được nhiều thì buông nhiều gây dựng mục tiêu vững chắc nhất đó là cả đời này niệm phật quyết chí về tây phương cực lạc nhớ kỹ Những đức từng nói rằng đạo tràng thù thắng nhất là ở đâu ngay gia đình quý vị Tại vì thời gian mà đi đến chùa ít Nhưng thời gian vì ở nhà quá nhiều Nên tại gia đình có ngôi tam bảo Có thờ khóa tu nghe pháp mỗi ngày Vui vẻ quan hỷ thì việc này đặc biệt quá Gia đình thì sáng tối dụng công tu Nên đạo tràng thù thắng nhất là ngay nhà chúng ta Còn những đức thì Đạo tràng thù thắng nhất là ngay chùa ở đây còn quý vị là ngay nhà quý vị Còn quý vị đi đến đây chỉ là Được tiếp thêm năng lượng Gây dựng tính nguyện Như nguyên một cái lễ viết Đức Phật A Di Đà Thì về đây vị sẽ tăng thêm tính tâm tính nguyện Niệm Phật cầu sanh cực lạc Hay mỗi lần tổ chức lễ Quý vị sẽ tăng thêm tính tâm tính nguyện Niệm Phật cầu sanh cực, cực lạc Tại vì bao nhiêu con người niệm Phật, bao nhiêu con người tu như vậy. Đúng rõ ràng tịnh độ này vô mùa ấy, Vĩ ơi. Ba ngày Chỗ chặt chọi nằm ngoài nắng Có những người Chui vào cái cây bông giấy Nửa người Ở trong cái Chậu bông giấy mà nửa người Ở ngoài nắng Như vậy mà vẫn ở tu tập niệm Phật Việc này quá hy hữu Một cái pháp hội về có tu tập rõ ràng Nghe pháp Niệm vật lễ vật phóng sanh cũng đi thực Đây là chỗ lợi ích cho chúng sanh Cực kỳ lớn Nên mỗi người chúng ta Gây dựng lòng tin ngay với một tinh độ Càng ngày càng mạnh quý vị Nhớ nghe lòng tin ngay phóng môn tình độ càng ngày càng mạnh thì sự lợi ích không tưởng tượng được những đức từ ngay có vật hiệu mà gầy dựng được chữ nhau ở một nơi cảm thấy bình yên vui vẻ nên những đức nói ở một nơi là việc tuyệt vời đặc biệt nên cuộc đời của người chúng ta sống thì vị nhớ nếu như mình không có phương hướng khổ đó những đức có một bài chia sẻ bộc pháp Người sống mà không có phương hướng Thì quả báo cuối đời như thế nào Khổ cực kỳ khổ luôn Mình cũng như dễ bị người ta quay như trong chóng Vì mình không có phương hướng Mà người không có phương hướng là dễ dụng tình hành sự lắm quý vị Vì không có phương hướng nên dễ dụng tình hành sự Người mà có phương hướng vững chắc rồi, rồi là quý vị Khó bị ai quay vòng vòng lắm Định hướng bị rất rõ ràng như bản thân những đức định hướng ngay câu ai cho đào Phật Ngày xưa như đức trên kia 5 năm có cực cỡ nào bản thân những đức Ai rủ đi đâu như đức cũng không đi hết. Luôn luôn ở một nơi Ở 5 năm ở trên đó khu vực đức trọng như đức còn không biết Những đức đi xuống đây ở 10 năm ở đây Khu vực ở đây chùa chiền những đức không biết gì cả Chỉ biết ở chùa mình lo cho tốt Niệm Phật Nên những đức mới có ngày hôm nay nhiều người đi đầu này đi đầu kia đi đầu nọ tham học chỗ này chỗ kia chỗ nọ rất nhiều nhưng cuối cùng quý vị thấy áp dụng để lợi ích cho chúng sanh và làm việc được cho chúng sanh thì rất ít cực kỳ ít nhưng đức thấy rõ ràng an cư lập nghiệp ở được một nơi lo niệm phật có phương pháp tu nuôi dưỡng bồ đề tâm cho chính mình cứ gầy dựng tuy thấy cực kỳ chậm nhưng lên rất là nhanh ở một nơi thấy chậm nhưng mà lại lên nhanh đi chỗ này chỗ kia tưởng đâu là lên nhanh và hồi cuối cùng lùi lại những Đức thấy rõ ràng luôn Đi đầu này đi đầu kia đi đầu nọ Thế nào nó cũng lùi lại Nhưng ở một nơi mình cứ lo mình tu những đức đã từng nói một câu rằng mình ở một nơi mình lo tu cái cờ ai chứ đạo phật mình đưa càng ngày càng cao lên khắp nơi nơi người ta thấy rồi người ta tìm đến rõ ràng như mình ở đây vì coi cái pháp hội ba ngày lễ viết đức phật a di đà ít có ai tổ chức mà ba ngày lễ viết đức phật a di đà đó. giỏi lắm thì tổ chức ngày 17 thôi chương trình buổi chiều hoặc là chương trình này chương trình ký chút Chùa mình tổ chức 3 ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà Phật tử về đông như vậy Thì thấy Một câu Phật hiệu ở một nơi mà quy tụ có người Mà người ta về người ta nghe Pháp người ta chịu tu Vì sao vì ông thầy chịu tu Cái quan trọng của quý vị Là gặp ông thầy chịu tu Ông thầy ông chịu tu Thì ông mới dạy mình tu Ông thầy ông không chịu tu gì cả Thì làm sao dạy mình tu Nên mỗi một con người mình Khi mình gặp Phật Pháp với quý vị mình phải gây dựng cái tâm tu để cầu giải thoát mà đức phật đã chỉ điểm nhắc mình rồi đức phật đã điểm hóa cho mình rồi thờ mộc Pháp tu cái gì đức phật nói rằng niệm phật thành tựu đức phật đã chỉ điểm mình là niệm phật thành tựu mà phải gây dựng tính nguyện cực kỳ cả đời niệm phật mới thành công nên nhẵn nhỏ thành tựu nhỏ mà nhẵn lớn thành tủ lớn à bất cứ một cái nghề nào trong cuộc đời này thế gian pháp hay sức thế gian pháp nếu là bạn nhắm được mục tiêu bạn nhẵn là bạn sẽ có cái thành công nhớ câu nhắm được mục tiêu và bạn kiên nhẫn đi bạn sẽ thành công hồi đó như đức ngoài đời vào trong một cái quán ăn làm nhìn cái nghề thợ nấu cái bà đầu bếp cũng ngon uống ăn gì cũng mút bà ăn thấy cũng ngon ăn trên ngồi trước bản thân mình cũng muốn nấu ăn vô học nghề của bà bà chữ không tưởng tượng được đến nỗi mà ăn cơm nước mắt chan cơm từ nơi đó phát lên một cái nguyện rằng từ hôm nay là chờ bà chữ luôn khỏi cần bị bị động mà là chủ động chờ bà chữ luôn bà chữ đi quyết tâm học cho bằng được cái nghề nấu ăn chịu 3 năm chờ học được cái nghề nấu ăn nếu không nhẫn 3 năm làm sao học được cái nghề nấu ăn Những đức đã được rèn luyện như vậy rồi Những đức là người không có thông minh Không có giỏi gì bí vị Nhưng chỉ được một cái khi những đức đã làm cái gì là làm tới cùng Nên những đức mới thành công Làm cái gì là làm rõ ràng Chứ không bao giờ Làm này ba mới chạy đi tìm kia Làm kia ba mới chạy tìm cái nọ không có Mà đã làm cái gì là làm cho tới cùng Nên những đức mới có cái thành công Khi những đức đi vào trong chùa thì ở có khó khăn cỡ nào cũng ở và niệm Phật là niệm cho tới cùng. Tới bây giờ 15 năm là niệm có Phật hiệu. Có những người gặp nhân đức 7 8 năm về trước gặp lại bây giờ thì cũng là thấy nhân đức nói những câu đó phiên người niệm Phật. Có khi niệm Phật hoài vậy đó. Như hai cái bài học tập. Một câu ai Phật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Quý vị thấy không? Như đức có niệm Phật suốt luôn nhưng mà người ta cũng nghe những cái bài đó cũng khi 5 6 ngàn, 7 8 ngàn, 9 10 ngàn. Nó tăng lên từ từ rồi đó Hồi xưa ban đầu nó chỉ có Hai ba trăm người coi Rồi từ từ nó lên cả ngàn người Ngàn mấy Hai ngàn, hai ngàn mấy, ba ngàn Từ từ bây giờ nó lên Giá chót nhất cũng gần năm ngàn Còn có nhiều bữa là một Buổi giảng đó Năm, sáu, bảy ngàn, chín ngàn Mười ngàn cũng có Thì anh thấy tăng, 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 tăng từ 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 không Nếu như những đứa không kiên nhẫn giảng những buổi giảng này thì làm sao có hai bài giảng này để gây dựng cái gốc Cả những ngày lễ những đức cũng giảng hai buổi này Và đưa lên cho quý vị tiếp tục coi không bỏ hai buổi Mà coi vật niệm đến cùng quyết chiến một đời Vãng sanh cực lạc quốc dù những ngày lễ Đó gọi là gây dựng lòng tin đối với hàng Phật tử Người ta càng tin tưởng Người ta được gây dựng lòng tin quý vị nên những bài giảng của những đức là giờ nào giảng giờ nào giảng rõ ràng hết trơn không có bao giờ mà những đức dễ bỏ cuộc nên lòng tin đối với phật tử rất là cao tuy là cái trang của mình cái mà trực tiếp mới đây thôi nhưng mà cái lượng người mà coi trực tiếp rất là đông nhưng những ngày chủ nhật những đức giảng trực tiếp rất là đông người ta vô rất đông vì một là tuần nào nó cũng vậy giờ nào giảng rõ ràng giờ nào giảng rõ ràng nên chắc chắn là thầy có giảng nên người ta vô trực tiếp ta coi được không bao giờ bỏ cuộc lỡ trễ một chút xíu hoặc là sớm chút xíu nhưng nhất định sẽ giảng tuy công việc nhà nước rất nhiều nhưng mà những cái thời khóa giảng pháp rất rõ ràng quy tắc luôn không có bao giờ mà nói bằng cái gì mà không giảng còn nhiều người người ta giảng pháp bữa nay giảng ngày mai bạn không giảng ngày mốt giảng bữa kia bạn không giảng có khi chủ nhật lên cộng tu có khi chủ nhật không cộng tu người ta làm lang thang hết chứ cuối cùng mất lòng tin mất lòng tin Quý vị biết rằng cái thành công của chúng ta là ngay lòng tin Nghèo chưa đáng sợ, xấu chưa đáng sợ Dốt chưa đáng sợ, sợ nhất mất lòng tin Quý vị làm người ta mất lòng tin, quý vị sẽ mất tất cả Với kỹ mất lòng tin sẽ mất tất cả Chùa mình mà mỗi tuần thứ bảy, chủ nhật người ta về ào ào Lễ lọc người ta về ao ao như vậy Những đứa ở một nơi chưa từng đi đâu mà Khắp nơi nơi người ta tập trung về đông như vậy Là từ đâu lòng tin Và tôi đi về đây người ta có niềm vui những lời chia sẻ của mình cực kỳ đơn giản bình dị Người ta nghe người ta áp dụng được lợi ích Khi lễ ví di đà hay lễ ví quan âm Như lễ ví di đà ba ngày mới đây coi Người ta gặp những đức người ta mừng không tưởng tượng được Bao nhiêu con người nói rằng nhờ nghe thầy giảng Mà cỡ mở tâm tư Có nhiều người có học thức có địa vị xã hội Có những người học Phật trước thời gian những đức luôn Mà cũng những bài giảng những đức họ nghe mà họ áp dụng được lợi ích Cái đặc biệt là phương pháp tu tại gia đình Đưa cho họ một phương pháp tu tại gia đình mà nhiều người gặp nhà Đức nói từ đó về gặp Phật Pháp Mà chưa bao giờ có một phương pháp tại gia tu Mà từ khi gặp thầy có một phương pháp tu tại gia Tại gia tu chứ thế nào Vô chùa mình tu cũng y vậy luôn Và tại gia chùa mình hộ niệm sao Thì tại gia nhà người ta cũng hộ niệm được vậy luôn Áp dụng từ chùa tới gia đình Phật tử Từ gia đình Phật tử tới chùa Iran Nên phương pháp này cực kỳ thành công Bây giờ cái người á mà người ta mà sáng tối người ta dụng công tu Thời khóa giống chùa mình nhiều lắm Từ bốn chữ hay sáu chữ đều là một nhịp Thờ khóa tu y ran niệm điều chung 20 phút Lễ Phật 45 phút Thờ khóa này chỉ có tiếng 5 phút thôi quý vị coi quá nhẹ Nên đưa ra cái thờ khóa Để biết được căn tính chúng ta tu được Vừa sức mình tu tại gia Và tu trong chùa Thì vô cùng thèm vì số lượng đông Còn thèm tu Tu làm sao mà càng tu càng thèm Càng tu càng thèm Nên mình là người niệm Phật Cái tâm mình nó dịu xuống mình niệm Phật Thì không bao giờ bị những trạng thái Như thần kinh căng thẳng, ba chợn, điên cuồng Không có đâu Những người mà ép mình mà căng thẳng đồ, Muốn tiêu trừ nghiệp chướng đồ, Muốn tiêu vọng tưởng đồ, Người người này ưa bị điên lắm Ngồi im 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 im, im Dễ bị ma giữa phát cuồng Ăn tổ người nói Im 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 im, im Có chừng ma giữa phát cuồng Đêm hôm đồ không ngủ đồ này kia đồ phía dậy sớm rồi giết coi chừng ba trận nên Phật phát là tu học làm sao vị sản khoái an lạc tự tại nó không phải quá nhiều mà cũng không phải quá ít nó vừa với khả năng mình trung đạo đi đứng nằm ngồi mót câu phật hiệu bấm số niệm phật thì cực kỳ hay luôn đưa ra một phương pháp mà bao nhiêu người người ta tu được lợi ích nhiều người người ta hết buồn người ta gặp sự cố này sự cố kia nhưng mà người ta lên hết buồn khổ đây là một cái lợi ích cực kỳ lớn cái bấm số niệm phật này nè từ khi chùa mình phát triển tới giờ này, nó cực kỳ hay luôn nhìn nó đơn giản thôi mà mót có vật hiệu ai với đà phật thì bấm ai với đà phật bấm ai với đà phật thì bấm vậy đó mà tất cả chúng trong chùa mình nhờ cái máy bấm số này mà quản chúng nè chứ máy bấm số này nó quản con người trong chùa mình hết tại vì sao cái miệng bằng niệm phật cái miệng đâu đi nó tào lao Đúng không cực kỳ hay nên đối với pháp môn tịnh độ này lòng tin phải cực kỳ sâu và siêng năng niệm Phật. Thời khóa tu thì hơn tiếng sáng tối. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi cả ngày bấm số niệm Phật. Giá chót vì người trong chùa chúng ta cũng bấm 5 ngàn câu. Ai chỉ là Phật. Ngày nào cũng điều trang như vậy và mót. Từ trên tới dưới đúng là đều là cùng tu. Gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời đi quý vị. Nhiều Phật tử về chùa nhìn những chương trình lễ như Đức tổ chức rất đơn giản mà người ta rất đông. Có khi không có mua hoa mà tốn tiền hoa luôn. Một cái lễ cực kỳ lớn gì mà có sự trang trí gì đâu quý vị. Bằng thờ quét sạch sẽ gọn gàng thôi. Lau dọn sạch sẽ như là được rồi. Quan trọng là người ta về người ta tu, đưa cho người ta phương pháp tu. Vậy mà người ta về ào 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 như thế không. Nên ghiên chùa mình là không có những cái mà mà bỏ mà qua cái việc trang trí về hình thức. Nhưng mà toàn thật chắc để giúp chúng sanh. Nên mỗi một con người phải nhận thức sâu sắc Đối với môn tịnh độ này Là báo vật vô giá Bạn kiên nhẫn bạn niệm Phật đi Bạn chạy đầu này chạy đâu kia Học đầu này đầu nọ cuối cùng bạn cũng không được gì Nếu như bạn chăng thật chịu niệm Phật Thì bạn nhìn từ tôi Tôi làm được bao nhiêu việc là từ đâu Tính nguyện niệm Phật Người ta bảo gia hộ cho quý vị Tính nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm Khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc chúc quý vị an lạc a di đà phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ